Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo là của mình. Ok, hôm nay mình tiếp tục có một thử thách cho ba thằng chế nghé này. Nhưng mà trước khi mình nói thử thách, thực ra thì các bạn đã nhìn thấy tiêu đề rồi, nhưng mà mình vẫn muốn bọn em chào các bạn trước. Tôi Đôn Trà chào 500 anh em. Tôi Hữu Mạnh chào 500 anh em. Tôi Văn Tiến chào 500 anh em. Ok, và hôm nay thử thách mình dành cho ba thằng chế nghé này đó chính là thử thách ăn hết một cái mâm cá viên chiên siêu cay này. Bởi vì sau siêu cay ở kia mình đã mua 3 lọ tương ớt ạ. 3 lọ tương ớt và kia có lửa bát ớt bột các bạn nha. Và hai túi cá viên chiên này khi mà chiên lên thì mình nghĩ phồng lên rất là nhiều luôn. Nên được một mâm luôn các bạn ạ. Đó, ba thằng này chỉ cần vượt qua thử thách đó chính là ăn hết một cái mâm cá viên chiên này của mình để nhận được 300k. Ba thằng thấy dễ khó? Dễ. Vượt qua các bạn ạ. Bọn này từ trước giờ chắc là cũng được ăn qua cái món này rồi đúng không? Đó, hôm nay mình sẽ thử thách bọn nó ăn hết một mâm cá viên chiên siêu cay nhá. Các bạn mà thấy clip này của mình hay đừng quên nhấn like và like thật nhiều để ủng hộ mình nha. Để mình ra những clip hay hơn. Ok. Giờ mình sẽ bắt đầu đi chiên đi trộn siêu cay lên để bắt đầu thử thách ba thằng chế nghé này nhá. Đấy rồi, và mình đã chiên xong rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy chưa? Mắc nhiều luôn. Một mâm cá viên chiên mắc nhiều luôn các bạn thấy chưa? Úi giời ơi, ba chai tương ớt của ba thằng kia rồi. Ba thằng sẽ bắt đầu đổ tương ớt vào để trộn nha. Nào, ba thằng đổ tương ớt vào đi. Ba thằng đổ tương ớt vào đi. Ủa. Vào. Hết rồi này. Nhìn thấy không? Kinh nhỉ? Đây là mâm cá viên chiên siêu cay nhá. Hôm nay thằng nào mà có 3 thằng ấy, 3 thằng mà ăn hết mâm này sẽ có luôn 300k các bạn ạ. Mình nghĩ thế này là cay rồi nên là mình sẽ giảm bớt cái đấy, mình sẽ không cho cái ớt bột này vào nữa nha các bạn nha. Mình chỉ cho như này thôi, chắc là đủ để làm một nó cay rồi. Ok. Bọn mày đã nhìn thấy nó cay chưa? Trộn này nhỉ. Cay lắm rồi. Sẽ trộn nhưng mà bọn mày đã nhìn thấy nó cay chưa? Có. Có cay đúng không? Rồi nhìn mắc cay luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy mình sau khi trộn lên các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn đỏ loét luôn, mắc cay luôn nó. Bây giờ bắt đầu sẽ thử thách ba thằng chế nghé này ăn hết cái mâm này nha các bạn nha. Ba thằng kia đã sẵn sàng chưa? Ok. Đó, thằng Tiến phát tâm cho mấy thằng chế nghé đi. Đây nha. Hôm nay thử thách này sẽ có 300k các bạn ạ. 300k dành cho ba thằng chế nghé này nếu mà ăn hết cái mâm cá viên chiên siêu cay này. Ok. Nào, sẵn sàng chưa? Rồi. Chuẩn bị nha. Chỉ cần ăn hết thôi, không cần thời gian nhá, bởi vì cái này mình thấy rất là nhiều, cho chúng nó ăn đến khi nào mà chúng nó lo thì thôi. Ok. Bắt đầu. Đây cho động chuẩn bị. Đây cho động lực. Đấy, đúng rồi, đấy cho động lực là chuẩn bị. Bắt đầu. Úi giời các bạn nhìn, các bạn nhìn thấy có cay, thấy nó cay không? Đỏ chót lên. Úi giời, chúng nó vẫn ăn được, giỏi thật đấy. Hôm nay là bọn này xem là nó có vượt qua nổi cái thử thách của mình không. Hôm nay bởi vì sao có 300k, bởi vì túi tiền của mình đang cạn rồi các bạn ạ. Được khoảng độ 5 phút rồi đấy mà mới ăn hết có một phần thôi. Định bao lâu mới ăn hết chỗ này đây? Không thời gian. Cay quá. Cay quá. Chắc là nửa tiếng. Nửa tiếng à? Ok, cho nửa tiếng nha.
là hết tầm độ 8 phút rồi các bạn ạ. 8 phút rồi mà bọn nó vẫn mê ăn, hình như ăn hết được 1/4 rồi. Cay quá. Còn khá là nhiều luôn. Bao giờ mới ăn hết chỗ này đây, mình đợi ngồi sau máy quay nhìn nó rất là thèm, nhưng mà vẫn phải để cho bọn nó thử, đã thử thách bọn nó thì để cho bọn nó ăn để xem khi nào bọn nó có thể hoàn thành cái thử thách này. Thử thách đặt ra ăn hết cái mâm cá viên chiên siêu cay khổng lồ này là có ngay 300k mà chúng nó có vẻ đang câu thời gian các bạn ạ. Cay quá. Nhìn ngon kia mà kêu cay. Ăn nhiều quá sợ. Có 3 lọ chiên su luôn. 3 lọ chiên su chứ. Tiền bay, tiền bay. Đừng là tiền bay. Nào, bạn kia bây giờ thế nào, bạn được hết không? Tôi, Hiếu Mạnh, xin đầu hàng. Bây giờ một thằng đã đầu hàng rồi các bạn ạ. Đầu hàng rồi, còn sớm nữa. Xin dừng cuộc chơi tại đây. Ôi, thế sao không đầu hàng nhanh nhỉ? Đút trà vẫn là lại ý. Đấy, nếu mà đút, vậy là hai thằng kia coi như là bỏ cuộc thì là 300k sẽ thuộc về đút trà. Nếu mà ăn hết cái mâm số còn lại của cá viên chiên. Cay quá. Kia rồi, chỉ còn tầm độ một nửa nữa thôi các bạn ạ, không biến một nửa đâu. Đó. Để xem là đun trà sẽ ăn được hết không, xem một phái đảo được không nhá. Chưa ăn gì có bằng ngay 300.000. Tôi đun trà thì đầu hàng lốt. Ok, và bây giờ mình sẽ hỏi cảm nghĩ của ba thằng này khi đầu hàng sớm như vậy. Bởi vì thử thách cho chúng nó là ăn hết một cái mâm cá viên chiên khổng lồ này để nhận 300k. Nhưng mà chúng nó đã bỏ cuộc khi mà ăn hết 1/2 mâm. Một lát nữa mình sẽ sâu cái mâm còn 1/2 số cá viên chiên nha các bạn nha. Thảo cảm nghĩ của thằng Tiến khi mà ăn số một lửa của cá viên chiên ở cái mâm đó là ăn cay lấy nhưng mà ngon vẫn ăn được. Không phải nhau không chưa ăn được rồi, rất là ngấy mà đồ ăn ngon thật. Đúng phát sầu mẹ mắc cay luôn. Ngấy như cá viên chiên đến khi nào đó? Ngấy cá viên chiên đến khi nào? Như lửa ăn được rồi, lửa ngấy đến khi nào? Ngấy ăn hết rồi ngấy tận giả. Cái này nó chắc sau không dám ăn cá viên chiên nữa các bạn ạ. Nào tiếp tục đến đun trà nào. Đun trà. Vừa ngấy vừa cay. Cay không? Cay. Cho thế mà cay. Không cay. Ba lọ tương ớt lại cay. Thế bộ ăn đi. Ừ. nếu bọn mày đặt ra thử thách thì tao sẽ làm, ok. Còn bây giờ bọn mày đang nhận thử thách. Bọn mày không vượt qua được thì 300k lại. Vào chơi đẹp cho các bạn thấy đi. Chơi đẹp đi, không ăn hết thì phải... thì phải trả tiền, ok. Vậy là bọn nó đã không vượt qua cái thử thách này của mình các bạn ạ. Một lần nữa, tức là những lần mà bọn nó không vượt qua thử thách ấy, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và thường những cái mà video mà mình làm mà thử thách mà ăn cá mâm ấy, thường chúng nó sẽ không vượt qua. Nên sau này mình sẽ ra rất nhiều video là đó chính là thử thách ăn hết cá mâm kia để chúng nó không thể vượt qua. Đấy, chỉ có hình như có một cái clip đó chính là clip ăn bim bim là chúng nó có thể vượt qua các bạn ạ. Nhưng mà cá viên chiên chúng nó không thể vượt qua nha, ok. Và 300k lại trở về với mình. Okay, giờ mình sẽ dừng clip ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip thử thách bọn trẻ nghé này tiếp theo. Bye bye.